Vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới đặt vòng hoa tại ngọn lửa vĩnh cửu bên mộ chiến sĩ vô danh ở vườn Alexandrovsky của thủ đô Moscow nhân ngày kỷ niệm ngày tưởng nhớ và đau thương. Tham dự lễ đặt vòng hoa cùng Tổng thống Putin để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ vệ quốc vĩ đại, còn có Thủ tướng Dmitry Medvedev, Chánh văn phòng Tổng thống, Chủ tịch Hai viện Quốc hội Nga và các cựu chiến binh. Phát biểu sau buổi lễ, Tổng thống Putin cho rằng nhiều năm sau chiến tranh vệ quốc vĩ đại, việc vẫn có người dân thiệt mạng trên những vùng đất thuộc lãnh thổ Liên Xô trước đây là một thảm họa lớn. Chính vì vậy, theo nhà lãnh đạo Nga, kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cần giúp các bên tham chiến giải quyết xung đột.